Kính thưa quý vị, tin từ Los Angeles, California, nam ca sĩ Bieber đang chuẩn bị đón nhận các lời công kích từ nhóm truyền thông Hoa Kỳ sau khi viết những lời bình luận không mấy tốt đẹp tại viện bảo tàng Amsterdam. Ca sĩ Bieber với những dòng chữ ghi trên cuốn sách dành riêng cho khách tham dự viết rằng Bieber hy vọng những nạn nhân trẻ trong những vụ thảm sát tập thể Holocaust sẽ là thành viên hâm mộ ca sĩ Bieber. Cô Anna Frank là một người Do Thái giáo mọi người đều biết đến tại trại tập trung và tàn sát tập thể Bergen-Belsen. Sau cái chết của cô vào năm 1945, những dòng chữ nhật ký do chính cô Anne Frank viết trong suốt thời gian bị giam tù và sau đó bị đưa vào những lò thiêu sống tập thể. Cuốn nhật ký được công bố trên thế giới vào năm 1947. Gia đình và bản thân cô Anne Frank sống vất vả, liên tục thay đổi chỗ ở và trốn tránh trước sự truy lùng gắt gao từ cơ quan mật vụ Đức Quốc xã giết hại dân chúng Do Thái trong suốt thời gian chiếm đóng tại quốc gia Hà Lan. Những dòng chữ trong cuốn sổ quan khách, ca sĩ Bieber đã tạo nên làn sóng bất bình và một câu nói chế giễu: nếu cô Anna Frank còn sống, chắc chắn sẽ cười vào mặt Justin Bieber, vì trên thực tế, qua các tài liệu lịch sử, Hitler sử dụng cơ quan mật vụ bí mật tiến hành tiêu diệt dân tộc Do Thái qua những hình thức lò thiêu và trại tập trung tập thể. Anne Frank cùng gia đình đều là nạn nhân Holocaust. Bieber chỉ là một ca sĩ tuổi còn trẻ và không hiểu biết nhiều về thời gian Nazi, nên khi viết những ngôn từ này, không mấy hòa nhã. Bieber đang được khán giả hâm mộ qua hai bài hát Baby và You Smile, nhưng đã bị giới truyền thông chỉ trích nặng nề khi sử dụng danh từ Believer một cách bừa bãi.